Giới thiệu các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái trải nghiệm tại quán cà phê Eden tại đường Lạc Long Quân, Hòa Thành, Tây Ninh. Thì khu vực phía trước của cái cà phê Eden, khu vực này rất là rộng, đường này đường khoảng 16 mét, hai bên đường mỗi bên lề là 4 mét, quãng rừng rất là thoáng. Phía đối diện là cái trường học. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong cái cà phê Eden. Trong khu vực này nó có là khu vực vui chơi, hồ bơi, sân tennis, một số các vấn đề vui chơi khác nữa. Nhưng mà chủ yếu hôm nay mình vô trải nghiệm cái cà phê Eden thôi, và quan cảnh xung quanh. Thì lối vào các bạn thấy không, hai bên nó trồng bông rất là nhiều, mà mấy cái cây kiển, cây cảnh rất nhiều không, giống cây cọ trồng nhiều lắm. Bên mấy tay trái họ trồng những cái cây bonsai rất là đẹp. Hoa giấy ở đây họ trồng từng chậu mà trồng cực kỳ nhiều luôn, và nhằm ngày mình đi nó nở rất là, gọi là rất là đẹp. Thời gian mình đi này là khoảng tháng 3. Đây là khu vực bãi đậu xe. Thì các bạn cứ vô các bạn đậu xe ô tô tại khu vực này. Đó, mép bên đi thẳng theo xe ô tô, mép bên tay phải là sân tennis đó. Thấy không? Đó là cái sân tennis. Thì khu vực Eden này cách tòa thánh khoảng một cây số thôi. Các bạn có thể đi qua tòa thánh Tây Ninh chơi cũng, sau khi uống cà phê xong qua tòa thánh Tây Ninh chơi một lúc rồi quay ngược về. Trong khu vực nhà bên trong là các bạn có hai khu uống cà phê, uống máy lạnh, uống phòng máy lạnh và uống ngoài trời. Do hiện nay cái buổi trưa thì nó rất là nóng nên là vào bên trong uống cà phê thấy thoải mái hơn. Đây là khu vực bên trong. Đó, có bộ salon này nọ cho các bạn có thể là nằm nghỉ. Đó, nằm nghỉ để uống cà phê hoặc ngủ cũng được. Rồi, cái này mình xin hết. Các bạn thấy hay, các bạn xin nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn.